Theo nguồn tin từ thành viên Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đăng trên báo điện tử Sức khỏe và đời sống cho biết, trong ngày hôm nay 29 tháng 8, các chuyên gia sẽ xem xét hồ sơ xin cấp giấy đăng ký lưu hành của hai loại vaccine COVID-19, trong đó bao gồm cả vaccine Nanocovax do Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Hội đồng gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y dược là các chuyên gia độc lập, hiện không trực tiếp giữ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về dược. Trong đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Chủ tịch Hội đồng. Trong 3 ngày 20 đến 22 tháng 8, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học quốc gia Bộ Y tế đã họp thẩm định báo cáo giữa kỳ 3 vaccine Nanocovax, đánh giá về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine. Kết quả hội đồng đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ 3A vaccine Nanocovax. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 8, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 nhóm đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn. Trong đợt này, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương xét nghiệm khoảng 13.000 người được lấy mẫu gộp, chia thành 4 nhóm. Thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao, giúp thành phố Hải Dương phát hiện sớm người mắc SARS-CoV-2, đặc biệt là những trường hợp mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Qua đó giúp thành phố Hải Dương chủ động triển khai kịp thời các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng và dập dịch. Còn tại Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống dịch giai đoạn 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế thừa nhận tại một số khu cách ly đã có các khuyết điểm như việc quán triệt duy trì các quy định của một số nơi chưa nghiêm túc, còn để công dân tụ tập không đeo khẩu trang, do đó đã để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, đặc biệt là tại khu T5. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, dự báo chính xác tình hình, chuẩn bị kịch bản, phương án để sẵn sàng chống dịch ở cấp độ cao hơn, chung sức đồng lòng cùng với tỉnh nhà quyết tâm để lùi dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu huyện Phú Mỹ tỉnh Bình Định khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc tiêm vaccine COVID-19 sai đối tượng tại xã Mỹ Thành. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu huyện Phú Mỹ kiểm tra xác minh về việc người nhà một số cán bộ xã Mỹ Thành được tiêm vaccine COVID-19 không đúng đối tượng, khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan nếu có. Trước đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải vụ việc liên quan đến người nhà một số cán bộ xã Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ được tiêm vaccine COVID-19, số này không thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định, trong đó có chồng của bí thư đảng ủy, vợ và con của chủ tịch xã và nhiều người thân cán bộ xã Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ. Do dịch COVID-19 tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp, Sở Công Thương đã xây dựng các phương án nhằm tăng năng lực vận chuyển, cung ứng hàng thiết yếu một cách nhanh chóng và kịp thời. Trong chiến lược phân vùng cấp nhu yếu phẩm, đơn vị này cung ứng cho hai quận Thanh Khê và Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bình quân mỗi ngày đơn vị nhận và hoàn tất khoảng 300 đơn hàng combo từ tổ dân phố. Riêng đơn hàng lẻ đặt trực tuyến, dù đã huy động tối đa nhân lực nhưng cũng chỉ đáp ứng khoảng 400 trong tổng số 700 đơn hàng. Thì có vấn đề ngày đầu tiên nó hơi chậm là lý do là anh em nó cũng chưa biết đường. Thành ra cái chuyện mà đi tìm nhà dân nó hơi khó và nó hơi lâu một chút xíu. Thì qua được 3 ngày đấy rồi á, thì anh em bắt đầu nó quen dần cái đường đi. Và cái thời gian mà giao hàng cũng như cái hàng đến tay của tiêu dùng á, thì nó đã được nhanh hơn. Từ ngày 27 tháng 8, thành phố cũng sẽ tiến hành mở lại kênh phân phối chính là các chợ truyền thống, các cửa hàng tạp hóa trong điều kiện bảo đảm nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Tổ dân phố, khu dân phố đấy thì không phải là xanh, ít nhất là trong thời gian gần đây. Rồi chủ hộ bán hàng đã được tiêm vaccine, ít nhất là một mũi. Rồi vị trí cửa hàng là tại các địa điểm thông thoáng, như là mặt đường này, rồi là kiệt hẻm thì phải có mặt cắt rộng, rồi có hàng rào mềm để ngăn cách khoảng ít nhất là từ 2 đến 3 mét trở lên, rồi đảm bảo 5K, để xét nghiệm PCR 3 ngày một lần. Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các quận huyện cũng đã chủ động tổ chức các gian hàng lưu động với đa dạng mặt hàng phục vụ nhu cầu của bà con. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng khuyến khích các sở ngành, hội thanh niên, phụ nữ lên kế hoạch tổ chức những gian hàng nhằm giảm tải bớt áp lực cho các kênh phân phối chính đang có hiện nay. Ngày hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức lễ xuất hành chuyến hàng hỗ trợ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Trong đợt hỗ trợ này, tỉnh Bắc Cạn đã vận động được hơn 350 tấn hàng hóa để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh.
Hàng hóa hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đợt này của tỉnh Bắc Cạn chủ yếu là lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, bún, mì tôm, phở khô, bí xanh. Đây đều là những mặt hàng nông sản của tỉnh Bắc Cạn. Dự kiến trong 1 đến 2 ngày tới, số hàng hóa này sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 27 tháng 8, tỉnh Bắc Cạn cũng đã cử 18 cán bộ y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2. Gần 5 tháng qua, với sự cổ vũ động viên của gia đình hậu phương, 40 sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp tỉnh Ninh Bình tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho công cuộc chống dịch với quyết tâm khi chiến thắng mới trở về. Có chồng tham gia tăng cường cho biên giới Tây Nam, con thì còn nhỏ. Bản thân chị Vũ Thị Vân cũng là nhân viên y tế xã, thường xuyên phải trực ở các chốt kiểm soát dịch COVID-19, nên công việc thêm bận rộn mỗi ngày. Tuy nhiên, chị cũng là lực lượng xung kích nơi tuyến đầu, nên luôn thấu hiểu và lo toan việc nhà, chăm sóc con cái để chồng yên tâm công tác. Mỗi lần gọi điện thì con thì là nhớ bố, vợ thì nhớ chồng rồi, thế nhưng mà cũng động viên nhau, an ủi nhau, cùng nhau cố gắng rồi hy vọng một ngày gần tới hết dịch thì anh sẽ trở về với mẹ con em. Còn với gia đình Đại úy Lê Văn Thuận, Ban Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, khi nhận quyết định tăng cường cho tuyến đầu, vợ chồng anh đã phải gác lại dự định xây lại ngôi nhà. 5 tháng qua, người vợ trẻ đã phải trải qua nhiều thời khắc khó khăn khi phải thay chồng gánh vác công việc nhà. Mỗi lần gọi video cho bố thấy bố phải nằm võng mắc cái căng cái bạt ở ngoài trời. Con cứ hỏi bố là thế sao bố không ngủ ở trong nhà? Sao bố không nằm ở giường, không bố lại phải nằm ở võng vậy? Thì bố có nói là bố phải ở đây để kiểm soát người qua lại. Em nó đi tăng cường vào đấy chống dịch ở trong phía Nam thì tôi cũng động viên cho cháu cố gắng là vào đấy là công tác tốt, chống dịch tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại, nỗi nhớ của người đi và người ở lại cũng vơi bớt phần nào. Sự vững vàng ủng hộ của hậu phương càng là động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi đang công tác tại chốt bảo vệ biên giới của đồn phòng Mỹ Quy Tây, chốt mới xây dựng. Hiện tại thì chưa có điện và chưa có nước sinh hoạt. Tuy có một chút khó khăn, cũng được bà con đây giúp đỡ rất là nhiều. Sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để sớm về với gia đình ạ. Cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp và gian nan, nhưng sự đồng lòng của hậu phương, sự dũng cảm, quyết tâm của những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu sẽ là lá chắn thép trên khắp dải biên cương để ngăn chặn dịch bệnh, sớm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.